Hello, xin chào các bạn quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có dịp đi Đà Lạt, phát hiện có một cái hồ cá koi nhỏ các bạn. Đây hồ cá koi. Ở đây là vườn dâu nha các bạn, nhưng mà ở đây có hồ cá koi. Đây em ở đây. Nước rất là đục các bạn. Mình không thấy giàn lọc nằm đâu cả. Ở dưới này siro rất là nhiều. Huy Insuri nữa. Để mình xuống dưới nha. Nước rất là đục các bạn, rất là xanh luôn. Có hai hồ, một hồ nhỏ và một hồ lớn. À, mấy em cá đây cũng hơi mập nữa các bạn. À, mấy em bé co rất là nhiều. Bé co trắng, bé co nâu. Wow, có mấy em sang ke với lại Benetium rất là bự các bạn, unu luôn kìa. Đây nó thấy mình đứng trên bắt đầu nó quay lại nè. À có chép có cả coi phụng nữa các bạn. Đuôi dài nữa. Đây có mấy em full rinh nữa. À cái này chắc là người ta bỏ thêm cho vui rồi, để cho khách tham quan vườn dâu rồi họ coi thôi các bạn. Chứ ở đây hình như là họ không có chú tâm vào nuôi cá giống như mọi người trong hội cá nha các bạn. Ở bên này họ nuôi cá gì đây? Ồ, mấy con cá gì ta? Cá chép, à cá koi các bạn, cá koi đuôi phụng, à, gọi là cá chép đuôi dài đó. Hay mình sẵn tiện mình quay cái vườn dâu cho các bạn ha. Dâu mùa này nhỏ các bạn, không có to cho lắm. Ở đây nó cho mình hái là một ký 200.000 nếu mình tự hái các bạn. Dâu này dâu Nhật. Ăn luôn rồi hả? Hái ăn luôn rồi hả? Ăn luôn. Ở đây được hái ăn tại vườn nha các bạn. Ăn thoải mái, không tốn tiền phí tham quan gì hết. Dâu nhìn rất là đẹp, tròn. Nhưng mà còn nhỏ quá. À, cả tuần nay mình đi du lịch các bạn. À, không làm đơn hàng đồ này nọ gì hết. À, vẫn nhận đơn hàng lọc nhưng mà cá mình không có ship đi. Đây có một em cá chết rồi các bạn, nổi rồi. Ở đây họ hình như họ chỉ chăm cá gì hết á, họ thả cho vui thôi. Để coi những cái thùng này là thùng gì, phải thùng lọc không ta? À không các bạn, thùng này là thùng pha thuốc. À, pha thuốc để bơm dâu. Wow, bên kia lá quá chừng. À, du khách rất là đông. Còn đây là cũng là một cái hồ cá đây các bạn, nhưng mà giờ nghỉ nuôi rồi. Mai thích chụp ảnh thì mày lên đây lấy thức ăn này em này. Đấy thức ăn vất nó xuống nó lên nó mới nhiều. À. Còn kia nó không có. Đây nó thấy mình ở bên này nó bơi qua nữa các bạn. Mấy em này thì thuộc dạng đói rồi, nhưng mà hồ dơ quá, tội nghiệp mấy em quá. Rồi, chào các bạn nha. Tuần này mình vẫn còn đang đi chơi tiếp chưa về. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi những clip của mình liên quan tới cá koi nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.